Ái nữ tỷ phú song bài và tài tử Đậu Kiêu sau 4 năm hẹn hò. Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu gần đây vướng tin rạn nứt. Trên truyền thông, con gái cố tỷ phú Hà Hồng Sơn phủ nhận, khẳng định mối quan hệ với bạn trai vẫn ổn định. Ngày 4 tháng 1, On đưa tin Hà Siêu Liên, con gái cố tỷ phú Hà Hồng Sơn, chia sẻ về chuyện tình cảm với tài tử Đậu Kiêu. Cô khẳng định mối quan hệ với bạn trai vẫn tốt đẹp. Về lý do đột nhiên trở nên kín đáo, dừng thể hiện tình cảm công khai với Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên cho biết, không muốn đời tư bị dư luận soi mói quá đà dẫn đến cảm xúc bản thân bị lệ thuộc vào phán xét của cư dân mạng, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ. Khi được hỏi về chuyện kết hôn, Hà Siêu Liên né tránh, từ chối trả lời. Cô cho biết đang tập trung cho sự nghiệp. Nhiều tháng qua, Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu không xuất hiện cạnh nhau cũng không tương tác qua lại trên mạng xã hội. Ngay cả sinh nhật của nam diễn viên, Hà Siêu Liên cũng không còn công khai chúc mừng, bày tỏ tình cảm với bạn trai như những năm trước. Gần đây, Siêu Liên trở về Hồng Kông một mình, không có Đậu Kiêu đi cùng. Cô dự định ở lại quê nhà hơn 2 tháng để đón Tết và sinh nhật mẹ cùng gia đình. Điều này dấy lên nghi vấn cả hai xảy ra trục trặc. Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên công khai tình cảm vào tháng 4, 2019. Khi tỷ phú Hà Hồng Sơn qua đời, Đậu Kiêu tới lễ tang với tư cách con rể tương lai. Theo HK01, cả hai đã dọn về chung sống với nhau nhưng vẫn chưa có kế hoạch kết hôn. Từ khi yêu Hà Siêu Liên, Đậu Kiêu dành nhiều thời gian bên bạn gái, hiếm khi nhận dự án phim mới. Điều này khiến danh tiếng anh đi xuống, bị người hâm mộ chỉ trích mãi yêu đương, bỏ bê công việc. Hà Siêu Liên sinh năm 1991, được coi là ái nữ đẹp nhất nhà vua sòng bạc Hà Hồng Sơn. Cô từng tốt nghiệp ngành kinh tế tại Anh, sau đó về nước và trở thành gương mặt đại diện, mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng. Trước khi công khai yêu Đậu Kiêu, Hà Siêu Liên hẹn hò nam ca sĩ Ngô Khắc Quần. Chia sẻ với Dây, Hà Siêu Liên cho biết gần đây sự nghiệp kinh doanh của cô không thuận lợi. Vì dịch bệnh và khó khăn nguồn vốn, ái nữ trùm sòng bạc đã đóng cửa chuỗi nhà hàng bị bỏ. Cô đang xoay vốn để mở tiệm bánh ở Hồng Kông.